Sau 2 tháng triển khai, cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ phía cộng đồng. Theo đó, trong số gần 20 dự án được ghi nhận cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo, thì có tới 70% dự án đến từ các lập trình viên Việt Nam. Nhiều nhóm lập trình đang làm các dự án ứng dụng công nghệ blockchain có gắn token tại Việt Nam thậm chí đã chủ động báo cáo token của mình để được các chuyên gia VBA phân tích giám sát. Mặc dù token chưa được coi là các tài sản số tại Việt Nam, thế nhưng việc minh bạch từng bước quá trình huy động vốn qua token sẽ giúp các nhóm phát triển ứng dụng công nghệ tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Bất kỳ ai muốn kiểm tra tính minh bạch của một dự án token, coi có thể truy cập website blockchain.vn, nhấn vào nút báo cáo lừa đảo để chia sẻ thông tin về dự án token coi muốn báo cáo giám sát. Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như là Facebook, YouTube, TikTok ngăn chặn gỡ bỏ hàng chục nghìn nội dung vi phạm. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, 3 phần thực, 7 phần hư cấu là chiêu thức mà các thế lực thù địch sản xuất tin xấu độc phát tán trên không gian mạng. Tính từ đầu năm đến nay, Bộ Thông tin Truyền thông đã chặn 2.500 link vi phạm pháp luật trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok, yêu cầu gỡ bỏ 12 kênh video phản động chống phá đảng và nhà nước. Tỷ lệ chặn gỡ trung bình hiện nay đạt trên 93%. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, nguồn phát chủ yếu từ một số tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài hướng vào trong nước. Các đối tượng lấy hình ảnh hoạt động của các lãnh đạo cấp cao từ báo chí chính thống rồi cắt ghép, xào nấu, thêm thắt, xuyên tạc, bịa đặt, cài cắm thêm nhiều tin giả. Thống kê năm 2022 cũng cho thấy, Facebook đã chấp nhận gỡ bỏ 16 hội nhóm, group có nội dung không lành mạnh, độc hại với trẻ em, gỡ bỏ 11 tài khoản giả mạo các cá nhân, tổ chức và ngăn chặn 6 kênh YouTube phản động, không cho truy cập từ lãnh thổ Việt Nam với khoảng hơn 1.500 video clip. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, chỉ trong tuần cuối cùng của tháng 2 năm 2023, hệ thống cảnh báo lừa đảo tại địa chỉ cảnh báo.không gian mạng đã nhận được 1.336 phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam thông báo. Các chuyên gia cũng nêu ra một số trang web giả mạo mà người dùng tuyệt đối không truy cập như là 7168.com giả mạo sàn thương mại điện tử Lazada, shopee.ccooppcc.online giả mạo sàn thương mại điện tử Shopee, lottehanoi.com.vn giả mạo website Lotte. Những trang web này thường mang đến rất nhiều rủi ro từ việc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tiền hay thậm chí là lây nhiễm các loại mã độc vào máy tính của người dùng. Các chuyên gia an ninh mạng nhận định, tình trạng này sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp nếu người dùng không hành động sớm và quyết liệt, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân trước các mối nguy hại về an ninh mạng.